chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên trong series đấu thứ 3 AC Heat Max Summer quân các cầu thủ về phía Thái Bình. Baby Sang Greek AC là quân của Liên Quân. Được cũng được rồi. Bên mình của AC Heat thì bên kia của AC Sang. Đây là Max C của Nhổn. Nhổn cầm Max. AC chết ở xuống còn để ra ngoài đầu cánh. Cũng căng. Đây là nhà gì đây? Đây là Summer của Việt. Hitty của Việt trong cánh. À, Hitty của Tôm trong cánh đây rồi. Rồi anh tôi rồi, anh tôi rồi, anh tôi cầm hit. Tuyệt vời. Chúng ta cùng đến với màn hình máy của Nhổn thôi. Nhổn là người cầm bác xe trận thi đấu này và Nhổn sẽ là người đánh chém. Việt đánh hay không, đánh chém hay không còn tùy. Nhổn chúng ta có thể thấy nhà đã có một bãi quả ngay gần với bãi quả chính rồi. Bãi quả phụ ngay gần với nhà chính của Nhổn. Đây là một con voi của Nhổn. Vâng, chúng ta cũng quay trở lại màn hình máy của Nhổn. Đã thấy con voi. Và con voi này sẽ được nông dân thứ 11 câu về với nhà của Nhổn. Đang đi tìm thêm bãi hiêu nữa, lùa nó về. Hoặc thêm một con voi nữa. Nhổn sẽ cực vũ với bài cơ Max C và dâng lờ chém cực bay cho game thủ Dũng Con. Vâng, mẹo mẹo quán Dũng Con thì thật sự nó cũng chả hiểu. Những cái lúc game thủ nghỉ thì mạng rất ngon, phát rất tít. Đến lúc mà vào trận đấu cái là mạng lại sập ngay. Không thể hiểu nổi. Bây giờ thì con voi đầu tiên đã được Nhổn câu về đối với nhà chính nhà của mình. Khá tươi. Lấy thêm một cái cánh rừng dừa nó dành cho Nhổn. Một bãi hiêu đây rồi. Đồ như vậy đã đủ. Đã đủ dành cho Nhổn để Nhổn có thể có một cái bài đánh cung nhầm dâng lờ đánh chém khỏe cho game thủ Dũng Con. Đóng BE chưa? Dường như là đã đóng. Nhổn đang có bài cầm Max C. Gỗ đầu là hơi xa một chút nhưng nói chung là toàn cây gỗ 75. Nó cũng không phải là quá xa so với quy định nhưng mà nó khiến cho Nhổn không có chiếc BS sớm ngay những giây phút đầu tiên. Vâng, và trong bắt đầu từ series đấu thứ 3 này thì ông bầu bên phía team Trường Sa đã thay chim rồi. Ông bầu Sơn Trọc đã thay chim. Và người thay chim chính là Van Lớp. Như vậy là Hưng Nhổn anh đã dò được thêm bãi quả nữa. Một bài và đến hai quả phụ, một hiêu và một voi về nhà chính nhà mình. Dũng Con đang đi dò xuống cánh rừng thờ, cánh rừng dừa này nhà của Hưng Nhổn. Thế này thì căng rồi, nhà Dũng Con phải chăng là xấu. Mà định máy của Dũng Con. AC à không, rừng dừa đây. Đây rồi, có nhầm rừng già đây rồi. Quả kìa, một tuyệt vời đấy. Hiêu, rồi AC tuôn. Chủ yếu là hốc ở đâu thôi. Hốc ở đâu cho anh tôi thôi. Đây là BE. Được rồi. Nó vẫn còn thiếu nhiều cái. Thiếu nhiều cái rừng. Đây là hiêu. Trời ơi, thực chết là có mỗi cánh rừng. Có mỗi cánh rừng già này thôi. Đang cho anh tôi rồi. Thôi cứ từ từ để anh đi đánh. Máy Summer của Việt. Việt đang có khá nhiều đồ lùa về. Cười đấy. Bài 27 dân trắng. 24 dân rồi, 25 dân rồi. Việt thì lúc nào cũng phải hầm 25 dân. Đánh bơ biết thì thôi, không buôn thôi. Chứ còn đánh loại bình thường thì cũng phải 25 dân cho nó gấu. Bài này Việt cực giàu, chúng ta có thể thấy. Quá phũ luôn. Con voi đang được Việt câu nó về với nhà chính nhà của mình. 8 phút tròn, Việt đã kích trở thành công. Bài 3 voi, 1 hiêu 7 và 1 quả phụ dành cho Summerian. Không có gì tuyệt vời hơn nữa. Việt đang thể hiện mình chính là người Xuân tóc đỏ nhất ở bên phía team Thái Bình ở thời điểm hiện tại. Xoay quân bên kia thì Sang Greek AC Babylon. Màu 5 Babylon là của 3 Sako. Babylon, Sang Greek và AC. Nói chung là cũng khoai cả. Màn hình máy của Tôm Grui. BS thì Tôm dâng L đi, dâng A đi anh. Nhà này mà Tôm cũng dâng. Bài này Tôm dâng A để cho Summerian của Việt đánh cung khỏe. Vậy khi hay. Anh cũng là bài này thực sự là quá khó. Quay lại màn hình máy của game thủ Max C do Gandhi cầm. Gandhi đã có một cái bài
Dâng là rồi. Nhà màu 6 lên đời cực kỳ sớm. Quá sớm luôn. Màu 6 là người cầm xe. Lên đời rất sớm trận thi đấu này. Mèo mèo là có điểm số cao nhất bản đồ. Cắt đi. À, đóng cái BM cạnh cái BV để bảo vệ bãi gỗ thì mình vào. Đấy là BM. Đấy, chuẩn đấy. Nông dân dừng chân cái đóng BL luôn. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Bài này nhà là lực khỏe. Nhưng chủ yếu là có cái gì để chém cho cái thủ giúp con khỏe nữa hay không thôi. Lực nhà Gandhi cứ khỏe luôn. Dẫn dân vào đâu, tìm nhà AC để chọc. Bên kia có AC nhà màu 7 phải. Hay nhà màu 8. AC nhà màu 8, KB xe click AC. AC là nhà màu 8, nhà Hoàng Mai Nhi. Dòng không sao cho Hoàng Mai Nhi bung nhà. Và cần phải có những con chém đi quản nhà Hoàng Mai Nhi rồi, thế là xong. Đây là màn hình máy cái thủ giúp con. 26-9 trên 36. Vừa vậy e đập chết ngựa giò, xe thủ chết rồi. Dũng con lại đầu cánh hàng Seng. Việc sao? Seng đã lên đời xong, Dũng con biết điều đấy và rút hết dân đi chỗ khác. Chuẩn bài. Một cánh rừng mà anh nhảy đang ăn phải đến 2S. Dưới, à không, dưới kia bãi quả Gunny ăn rồi. Và trong này làm cái khoanh ruộng. Tại nhà Gunny khá ấm. 26-40. Đóng một cái BA ở đây. Ô không, 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 tôi không thích điều này. Dũng con không thích điều này. Đáng rồi. Mèo đi khá sớm. Không phải tin nổi. Vâng, đi đâu cũng gặp lạc đà này. Thật sự mèo mèo chạy lạc đà quá hay. Ô hát thật thì người đùa. Màn hình máy Gunny thôi, quay lại màn hình máy Gunny xem Dũng con thật sự là run. Hai cái bên Gunny đang thể hiện độ bá của mình. Chơi nhà Seng để cho Dũng con giành tay. Đấy là điều mà Gunny cần làm. Dũng con giành tay thì Dũng con cũng có thể to khỏe được. Làm khoanh ruộng ở đấy. Úi dồi ôi, điên hoang cái này chết. Xa lắm. Đây là đôi con voi mà thủ mèo mèo đang ăn. Tài cũng chờ đợi xem Gunny anh có thể làm gì vào nhà của mèo mèo đang có lạc và đang có khá nhiều dân. Do như người chém một cái tủ mèo mèo là chưa có giáp, mới chỉ có công. Còn đóng e bố bế vào công, đúng rồi, đóng e bố bế vào. Như là hai con voi của cái tủ gì đấy, à của cái tủ mèo mèo. Đây rồi, Babylon, đây rồi, thấy gì chưa? Vẫn chưa thấy cái gì cả. Xúc thôi, đây là đội nông dân hai con voi của cái tủ mèo mèo. Và lắm lần vài, và chết hạ tầm 5-6 con. Chưa chết một nông dân nào của mèo mèo, thế mới khổ. Xong làm một ruộng ở dưới góc kia, tuyệt vời rất nhiều. Chắc thật sự liên tục Việt M, Việt M đâu. Đây là bài máy của Việt M 28-48. Một bài khá khỏe của Việt. Nhưng anh vẫn đang đi về nhà của 4-5. Màu 7 bán đơn đã chém ra khá phũ phàng. Những con chém này là chém của Greg. Nhưng Van Lớp cũng đang khiến cho Việt M khá bất tay. Chúng ta có thể thấy Babylon của Phục Long là người điên hoang. Bây giờ thì Việt Nam chỉ có một hai chém một con giò đi quản Khủng Long thôi, không có gì nhiều. Chém con giò đang hoạt động khá tích cực, bơm đồ nhiều cho bác xe có thể đi dummy. Vâng, quay trở lại màn hình máy ở game thủ Việt Nam. Bây giờ Việt Nam đang khó chịu ở những con chém của Van Lớp. Chúng ta ở đấy Van Lớp chém quấy cực hay. Mỗi đời vẫn phục một chém nên nó thực sự là hiệu quả. Việt Nam bây giờ đang quá khổ với Van Lớp rồi, mặc dù bài giàu lên đời sớm. Việt M đang còn phải bơm đồ cho cả Gunny nữa. Chính vì thế mà bài của Việt không thể khỏe được. Những con cung R của Dũng Con đã bắt đầu đẩy ra. Ở đây là nhà của Asian do game thủ Hoàng Mai Nhi cầm. Đang có cả L và dường như có Y thủ trong bài này của AC rồi. Đóng BL để đóng được một chiếc Y thủ lại những con Y của Max C. Chuẩn bài đấy, thế Dũng Con đâu. Màn hình máy các game thủ Dũng Con 31-36. Gặp ngay đầu cánh là xe thì thật sự là quá khó chịu rồi. Làm sao có thể thoát nổi đối với cái bài với một cái sức công khá mãnh liệt của xe đến như vậy. Đây là cả cung G của cái thủ phòng 5 nữa. Còn nó đang yếu. Màn hình máy là Tôm. Tôm đâu? 50-56 nhà Tôm như cái chuồng lợn.
tôm vẫn không thể dừng ai, cứ phải đánh cửa đánh tại nhà. Vâng, không xong rồi, những con chém của Van Lớp đang khiến cho tôm cực kỳ bất tay rồi, chẳng chém còn mèo mèo nữa. Ba nhà ốp vào nhà tôm và tỷ số sẽ là 1-0 ở trong trận thi đấu đầu tiên của trận đấu thứ ba. Nghiêng về phía team Liên Quân, nhà tôm người chỉ duy nhất còn sống anh đã chết. Đây là AC của Dũng Con. Căn đi cầm mang xe đã không thể chơi gì nhiều vào nhà của Hoàng Anh Nhi rồi. Nói gì đến cái chuyện mà tôi cũng có thể khỏe nữa. Tôi khỏe chẳng làm cái gì khi mà là AC vẫn còn nguyên. AC có cả y thủ trận thi đấu này, thật sự là quá khó đánh. Đây là AC của Dũng Con. Màn hình máy có Việt M còn 21/52. Nhà của 153 Saco quá to. Đấy của và cái thủ Van Lớp chém quá hay. Không thể tin nổi Samurian của Việt M thế này lại chết bởi click của game thủ Van Lớp. Quá khó. Một bài bắc binh của Samurian rồi, nhưng vẫn không thể chơi lại được Van Lớp. Đây là Tom Rui 44/72, một cái tí bài cực xấu. Tom vẫn quyết định đánh ở nhà và chắc nhà. Tom thì anh vẫn chưa có nhiều chiến thuật và đánh cú vàng thì công cung như là chiến cung A và dân A. Còn việc đi quân thì nói chung là nó còn một kiểu vực, đánh nhiều thì mới đi quân hay được, đánh cũng nhiều thì mới đi quân tốt. Tôi cũng đang nhiều cũng là biến đảo xung quanh nhà của mình. Khá hay. Một bài có biết tin chứng xấu của tôi nhưng anh vẫn đang về thủ nhà cách dẻo dài bền vững. Còn cũng là ba sang cô dường như một bài dâng A của cái thủ của cái thủ báo năm cục ngọc thì phải. 47/72 là tham của cái thủ tôm rồi. Đây là Dũng Con 35/64, không bao giờ thoát khỏi kiếp tham ba x. Còn lâu mới có thể lên được 4x và nhà ngắt đi, đã hết y để chơi vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Đã hết y, chẳng lấy gì ra để chơi nữa. Tôm bây giờ là tham lai của anh là to nhất bản đồ. Đấy là một cái tham lai ảo. Đi nhà tôm không phải một người chắc nhà. Còn AC thì vẫn đang thủ phải y là eo. Quá khó chịu cho cái thủ ngắn đi. Nhưng mà anh cực kỳ mất tay để đâm vào nhà Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi vẫn còn ruộng để vừa sóc y và vừa sóc cả những con cung rờ. Và không thể đỡ được. Tham lai mình vẫn đang đè, nhưng không hiểu sao lại đè được như thế. Nhà 1-8 dường như cũng không phải là quá khỏe, nhưng nó cũng đủ để khiến cho cái thủ Gandhi không thể đâm được vào nhà của Hoàng Nhi. Gandhi vẫn đang đi những con đi một cách cực kỳ chiến thuật, nhưng không hiểu sao Hoàng Nhi đã biết rất nhanh, quá nhanh luôn. Đi là chưa giáp thế này thì làm sao mà chơi y với Hoàng Nhi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi còn nâng giáp được không. Tắt một tơ ni đi nâng giáp tươi rất nhiều dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Dũng Con thì vẫn chưa thể đẩy quân được khỏi nhà bởi xem mèo mèo cầm. Đây vẫn là một khoảnh ruộng ấm của game thủ Dũng Con, khá tốt. Những con cung rờ xem của mèo mèo vẫn đang khiến cho Dũng Con đang cực kỳ lo lắng khi những con cung rờ sẽ bắt đầu bắn ra tất cả các bãi bò nhỏ, các địa điểm làm ăn của Dũng Con. Bây giờ sao Dũng Con cũng đẩy ở nhà AC màu tám Hoàng Mai Nhi. Đẩy cho Hoàng Mai Nhi chết hẳn đi, nhà Hoàng Mai Nhi bên trong vẫn còn ruộng. Đây là những cái nhà mới của game thủ màu 6 tức mèo mèo. Tôi biết ngay, cực kỳ khó chịu với những con cung rờ cũng như là những cái con sọc đơn của Seng. Một bài Seng đánh hống mã này cực kỳ khó chịu bởi những con sọc đơn nó vào bãi gỗ 1-2 lần rồi. Chết chết dần cực nhanh. Đây là bãi gỗ mới của game thủ mèo mèo. Mèo mèo đã sạc nhà và nhà 1-5 đã sạc. Nhà 1-5 bây giờ chỉ có cái đú cung rồi thôi, không còn nhiều. Dũng Con thì anh vẫn đang có một khoanh ruộng ấm ở dưới. Cẩn thận những con ngựa sọc đơn sẽ lại kia chết. Đúng không dần đang chạy này. Không thể nhăn nhở được với Mèo Mèo. Khi Mèo Mèo là người giữ dần cực tốt cũng như điều quân cực hay. Quay lại màn hình máy của Việt. Đây là Tôm 63/80 là cái tham của Tôm của thời điểm hiện tại. Nhà 17 đã cực kỳ đông chém. Có ai đâm y ở nhà của Van Lớp hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Sao lại đông chém đến vậy? Giáp mới chỉ là giáp 2, nhưng số lượng chém của game thủ Van Lớp là cực kỳ đông. Tôm đã có một trận đánh cung rờ hoàn hảo khi được cầm hit đi một cái bài chống như cái chuộc lợn. 60/80 là thang của Tôm ở thời điểm hiện tại. Cho tiếp cung rờ nhà mình lên. Tôm đã bắt cung rờ đều như bắt sư bò. Nhà của Việt M bây giờ đang ở đâu? Việt M có to hay không?
Đây là số lượng chém quá kinh khủng. Việt Mở vẫn đi được vào nhà Tôm Rui không mấy điều đáng lo. Lo ngại nhất là Việt không thể đi được vào nhà của ba của Greg. Và để cho Greg to khỏe từ đầu đến cuối. Và Greg nhảy 4 thì đúng là mệt. Ta cũng quay lại màn hình máy ở game thủ Tôm rồi. Tôm cứ làm để chạy thôi. Úi giời ơi một tôm. Chết quá nhiều cũng gờ. Chỉ giật hết về thôi. Tôm thì cần thủ nhà chắc là thắng. Dũng con đang to khỏe trở lại thì phải. Màn hình máy Dũng con. Đúng rồi, Dũng con tham 53/56 to khỏe trở lại rồi. Đẹp dai rồi. Tuyệt vời rồi. Thế như vậy thì Tôm chỉ cần cứ chắc nhà thắng thẩm du trọng dân thôi. Việt đây rồi 21/64. Quay lại màn hình máy của Tôm. Tôm thủ trên này được. Khi mà nhà anh có một con dốc. Một con dốc tuyệt vời. Đúng rồi. Đút ở trên cái khe này kia cũng được. Baby Bon thôi. Không có cái vẹo gì đâu. Vậy e đi anh. Sao không phải để chặn những con cung rờ, những con chém của game thủ Van Lớp trong cơn vừa rồi. Hơi khó hiểu. Ái dạ. Cung rờ mèo mèo. Vọc máy quá khó chịu. Một con cắn vào bãi ruộng thôi mà tất cả nông dân đứng chơi một loạt. Vâng. Đình công tập thể. Màn hình máy của game thủ Dũng con. Tôi sao lại tụt thế này? Bị bắt quân rồi, bị bắt quân trong nhà Hoàng Mai Nhi rồi. Dường như là thế. Có phải không? Tôi tấn công kia đi thì chết hết rồi. Quá đen cho anh tôi. Rồi anh bị tơn lừa. Anh bị một tơn lừa của game thủ Hoàng Mai Nhi. Văn Lớp điểm số nó khá cao. Rất rất tâm lý trong những bài như thế này. Nhưng mà Văn Lớp điểm số đang cực kỳ cao. Đây là max C của game thủ của game thủ Hưng Nhổn. Nhổn bây giờ đang có cái gì mà sao Nhổn vẫn có thể đâm y. 8/40 là tham của Nhổn. Còn đây là 27/60 là tham của game thủ Việt M. Việt M đang hồi dân. Tươi rồi. Ui rồi. Nhanh. Vâng, xuất hiện chỗ này là tươi. Nhà có đâm y vào nhà của màu 7 không? Đâm nhanh còn kịp không để cho Văn Lớp to khỏe thế kia thì chết. Văn Lớp cực kỳ đông chém. Nhà Tôm lúc nào cũng trong thế bị động. Cực kỳ khó chịu. Bây giờ thì màu 8 Hoàng Nhi đang cầm cung và anh đang lại bật ngược lại thế cờ rồi. Dũng con anh đang khá khó chịu ở những con cung RAC của bởi những con cung RAC của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vừa rồi Nhi đã có một cái BG ở bên giữa hoàn đồ và Dũng con đã chơi được tầm 150 gỗ đến 200 gỗ. 50/56 là cái thang của Dũng con thời điểm hiện tại. Màn hình máy của game thủ gì đây? Max C 9/40 đang đâm khá tốt. Đây là màn hình máy của Tom Rui đang đẩy vào nhà của màu 7. Như vậy là màu 7 đã chạy dân rồi. Màu 7 đã chạy dân bởi Tom Rui. Anh đang đẩy khá nhiều quân đi. Và bây giờ thì lại một turn off vào của Van Lớp. Cũng như là cả màu 5. Màu 5 cũng như là Van Lớp của anh đang có những turn off thẳng vào nhà của Tom Rui. Turn này cần phải chạy dân khéo hơn. Chạy dân tốt hơn. Tôm tách một nửa về thủ, còn một nửa để đi công. Tách một nửa về thủ, tên này tôm vẫn thủ được. Mà thủ chắc là đằng khác. Nhưng mà cần phải tách một nửa về thủ, còn một nửa đi công. Kỳnh, Van Lớp, chém 4 giáp 4. Thật sự là quá phú. Cái này mà đánh lạc đà, chơi lại Van Lớp thì còn lâu mới chơi được. Việt mà chơi chạy sọc đơn thì không bao giờ có thể vào chém được những con chém này của game thủ Van Lớp. Tôm vẫn đang vẽ ruộng cực đẹp, chúng ta có thể thấy. Van Lớp vẫn chưa thì làm gì nhiều vào nhà Tôm cạnh tách hai con thôi. Đúng rồi, ba con. Quá hay cho Tôm. Trận này là một trận thi đấu hay nhất của Tôm trong ngày hôm nay. Tôi đã thực sự thích Tôm mà chờ từ trận thi đấu này. Cầm hit thì nhà quá xấu của Tôm vẫn có thể có một cái tham to nhất bản đồ và sau đấy là một mình anh cân cả bản đồ luôn. Dũng con thì đang yếu rồi. 39/56 anh tôi vẩy e. Rất ít khi vẩy e nhưng vẩy e là phải bắt hết sân. Tuần này làm tôi lại nhớ Dũng con vẩy e Gunny thì meo meo quýt. Nhưng bây giờ thì anh vẩy e khủng long thì meo meo có quýt không? Không. Vẩy e khủng long không quýt đâu. Cứ vẩy e Gunny thôi. Đúng rồi, bây giờ thì làm sao mà Dũng con cần phải vẩy e xong rồi bỏ bắt tay với lại game thủ Gunny xong rồi bắt hết sân của Gunny. Bắt hết nông dân của Max C. Như vậy là meo meo sẽ quýt. Sẽ cần phải có những turn như thế. Dũng con cần phải dùng thủ đoạn và cần phải có những cái đầu tinh quái trong những turn như vậy thì meo meo mới quýt được. Đây là màn hình máy của game thủ Dũng con. Anh bây giờ anh lại bị ốp một turn tập thể đau rồi. Tôm đâu sang cứu anh.
Bom sang cứu anh. Ơ kìa. Ơ kìa. Anh của anh đang bị đánh. Có biết không? Không biết. Tôm mặc kệ. Như vậy là Dũng còn vất nhà đi thôi. Nhưng mà vất là chạy dân đi đâu mới điều quan trọng. Vâng, cứ lòng vòng lại chết hết thôi. Ơ, đây rồi, bắt tên cung rờ đau của game thủ màu năm khủng long. Khủng long đang chết khá nhiều cung rờ trong tên đi lỗi vừa rồi. Mà có gì điểm số cực thấp. Đây là Gunny. Vâng, Gunny thật sự là quá là chảy cối. Tôi không thể tin được bây giờ anh vẫn cứ vậy anh đâm được vào đâu. Vâng, có mỗi hai cái nhà y thôi mà anh cứ vậy anh đâm. Có đúng hai cái ruộng ở sóc đều hai cái nhà y. Thật sự là khủng khiếp đối với Gunny. Chỉ cần hai cái ruộng, người đánh Maxe hay nhất Việt Nam. Gunny, hai cái ruộng sóc đều hai nhà y Maxe. Đấy là điều mà Dũng con có lẽ cần phải mang sách bút đến đến Nhổn, đến ngã tư Nhổn và gặp Gunny, thầy giáo. Và giáo sư vùng đất Nhổn chính là Gunny. Quá phú, ở đây là tên Hấp Diêm. Hấp Diêm ở nhà của Nhi Nhí Nhảnh. Đúng không? Nhi Nhí Nhảnh sẽ chết trong tên này khi số lượng cung rờ hit cũng đang là khá đông. Bây giờ nhà Meo Meo vẫn đang móc máy vào nhà của Tôm. Meo Meo vẫn đang cắn vào cửa hậu. Tôm vẫn đang khá khó chịu khi mà những tên của Meo Meo móc cái lỗ đằng sau này. Thật sự là tôi cũng thấy khó cơ. Đây rồi, những con nông dân của Seng. Seng sẽ rất khó khi mà chạy được với những con cung rờ Hitty. Đây là những thanh ruộng tiếp theo. Không phải 7 cộng 2 và 0 cộng 4 rồi. Dũng con đâu? Đâu rồi? Ồ, 45 trên 56 rồi. Anh hồi tham quá nhanh. Sao Dũng còn? Dũng con không vác hết chỗ này đi để ốp cùng với Tom Grui. Tom Grui đã bắt đầu có xác chết. Đây là Tom Grui. Cung rờ hit rất hổ báo. Đối với độ hổ báo của Tom thì đúng là không ai bằng. Bây giờ anh đang... Vâng, phải chạy ngang xong phải chạy dọc. Anh có biết cái điều đấy không? Hay mà cần phải có tên gọi điện thoại cho Hoàng Lan để Hoàng Lan ngồi sau chỉ đạo. Đây rồi, có cả súng con. Vâng, chạy ngang rồi chạy dọc. Ngang dọc, đúng rồi, không cần. Số lượng đông hơn, chất lượng là khỏe hơn. Không có gì để xoắn cả. Màn hình máy súng con đã đâm đầu vào trước. Bắn những con y trước, những con y không có giáp đồng. Không có gì phải xoắn cả. Rồi, Gunny đâu, Gunny bây giờ là cơ hội. Úi giời, đúng rồi. Gunny cực kỳ cơ hội. Một con y để đảo. Quá hay con y Maxe. Thật sự là nhà của game thủ Hoàng Minh Nhi đã chết bởi con y này và văn lớp đang bị sai. Quá hay cho Gunny. Và tỷ số 1-0 với các cầu thủ phía team Thái Bình. Quá kịch tính và dẫn một cái bài nhà như cái trường lợn. Nhà như cái trường lợn mà không hiểu sao Tôm vẫn là người to nhất bản đồ với cái tham 1 lít của mình ở phút thứ 46. Không thể tin nổi. Với hai cái ruộng mà Gunny vẫn có thể sóc đều hai nhà y. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai ở trong xe đấu thứ ba. Tỷ số 1-0 cho các cầu thủ phía team Thái Bình.